Mình xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng tông đơ dây cắm điện. Thường tông đơ có hai loại, một là loại cắm điện trực tiếp như loại các bạn đang thấy ở trên video, hai là loại dùng pin. Đây là loại dùng pin. Thì loại dùng pin mình không nói ở video này hôm nay mình sẽ chỉ phân tích và cách sử dụng tông đơ dây cắm điện đối với những người đã sử dụng tông đơ dây cắm điện rồi thì các bạn rất dễ sử dụng các bạn quen rồi các bạn sử dụng rất là dễ nhưng đối với những người mà chưa bao giờ dùng tông đơ dây như này thì rất là khó khăn có mấy cái mà mình muốn các bạn lưu ý khi mua và sử dụng tông đơ dây điện các bạn để ý xem lưỡi dưới có dày không? Lưỡi trên đã được xỉa chưa? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mình cắm dây điện vào. Các bạn bật lên thì các bạn xem là cái lưỡi này đã được tra dầu chưa? Nếu chưa tra dầu thì các bạn lên nhỏ một hai giọt vào. Khi nhỏ dầu vào thì các bạn sẽ thấy lưỡi này chuyển động rất là mạnh. Khi các bạn không tra dầu thì các bạn sẽ thấy cái lưỡi này nhiều khi gặp tóc chất tóc dày và cứng là nó sẽ bị đứng in. Mà nhiều khi mình không biết là tại sao. Đối với các dòng tông đơ điện ở trên đều là lưỡi thép ở dưới cũng là lưỡi thép thì các bạn thường xuyên các bạn tra dầu cho mình cắt khoảng hai ba đầu các bạn tra một lần cho mình mỗi lần chỉ một hai giọt thôi thì khi các bạn cắt sẽ không bị cái tình trạng mà lưỡi bị đứng im nữa nhá mình chỉ mới tra một hai giọt vào thôi mà cái tiếng máy về tiếng lưỡi mình đã cảm nhận là nó hoạt động rất là mạnh mạnh mà êm hơn hẳn luôn. Còn ở đây nó có cái khe cắm và một chiếc chìa khóa. Nhiều bạn không biết cái khe cắm này để làm gì. Cái khe cắm này chính là lúc các bạn vặn máy hoạt động mạnh hay là yếu thì các bạn có thể chỉnh được ở đây. Ví dụ mình muốn cắt ở tốc độ mạnh thì các bạn có thể vặn theo chiều kim đồng hồ. Khi các bạn vặn ngược lại thì máy nó sẽ bị yếu đi rất là nhiều. máy đã yếu đi rất là nhiều khi mình vặn ngược lại vì vậy mình phải căn chỉnh làm sao cho hợp lý nếu như các bạn vặn mạnh quá thì nó sẽ bị kêu để mình vặn hết cỡ cho các bạn xem nhé con này thì không kêu nhưng mà nhiều con khác sẽ là kêu để mình ví dụ cho các bạn xem con này đây mình sẽ vặn mạnh hết cỡ lên các bạn thấy nó kêu rất là to nếu các bạn thấy nó kêu to thì các bạn phải vặn ngược lại một chút thế này là hợp lý luôn này các bạn này các bạn nên nhớ là các bạn vặn to ở mức độ vừa phải mạnh ở mức độ vừa phải nhưng các bạn cũng đừng vặn ngược lại nhiều quá nhé các bạn vặn các bạn vặn nhiều quá ngược lại như này là máy rất là yếu này đấy các bạn thấy máy rất là yếu nên là các bạn vặn ở mức độ vừa phải thôi như này là hợp lý là các bạn này cái chỉnh máy này rất quan trọng nhé các bạn nhé nhiều bạn chỉnh không đúng độ của nó thì gặp những cái chất tóc dày và cứng là nó sẽ bị dừng lại mà các bạn không hiểu tại sao là nó không cắt được tóc luôn ý Và một cái nữa mình cũng muốn nói là những cái con tông đơ dây điện như này ý, thường là trọng lượng của nó khá là nặng. Nên các bạn nào không phải chuyên nghiệp cắt tóc, các bạn chưa cầm cắt bao giờ thì các bạn phải xem mình có cầm được nặng hay không. Không thì các bạn nên mua tông đơ pin mà dùng. Như con này nó nặng, nặng gấp đôi con tông đơ pin này luôn này. Còn một cái cuối cùng mình muốn nói với các bạn là nếu khi các bạn dùng tông đơ dây điện các bạn cắt tóc mà gặp những cái chất tóc mà nó quá cứng các bạn không cắt được. Nếu gặp những cái trường hợp nếu như lưỡi đã mài, đã nhỏ dầu, đã vặn mạnh hết cỡ mà các bạn vẫn không cắt được tóc thì các bạn mua phải tông đơ không tốt là một cái điều chắc chắn luôn nên mua hàng chính hãng con trao ba này là hàng chính hãng các bạn thấy chữ khắc rất là nét cả lưỡi trên lưỡi dưới mã vạch Các bạn còn có thắc mắc gì về tông đơ điện thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0966625755 có Zalo thì mình sẽ tư vấn cho các bạn để chọn một con tông đơ ưng ý nhất nhé. Chào các bạn.